Hôn nhân của tôi đang làm món gì đây? Hồi tối kêu anh ăn cái này hả? Làm từ tối hôm qua tới giờ luôn, mới xong đó rồi. Nhưng mà tối và khuya bắt anh ăn cái này làm sao anh ăn? Đúng không? Thôi, ai cho ăn? Hép cái nắp xuống, không à, thấy lông lá lùm lá hết. Hép cái nắp xuống coi. Còn hai trái bự đó. Ủa, mới đây bị hái hết một trái rồi. Em qua em hái hai trái rồi. Ồ vậy hả? Đó con trái ngoài bự hơn kìa. Yes, ok. Yep. Đó, tụi nó bắt trước nè. Đó. Coi như hả? Hái cho nó đi. Tụi nó thấy em vô đây em phá là nó bắt trước đó, nó phá banh tao lông đồ của anh luôn đó. Mưa quá, cho nó vô nhà. Không sao đâu, nó còn trốn ở dưới cái ghế nó được mà. Rồi vô nhà con ơi, mưa. Không hiểu rồi. Tại sao là nó phá banh tao lông đồ của anh vậy. Ồ, con bị sao vậy? Em bị ghé cho ở thang của cô Bì. Ồ, em ghé thang của cô Bì á hả? Sao em ghé thang của cô Bì vậy? Chỗ nào? Chỗ nào đau? Cái đó không phải là đau, cái đó con lấy son của mẹ, con chét vô trong đó hồi tối hôm qua. Ok, trước khi đi ngủ, ở đây nữa nè. Đó, con lấy son của mẹ, con chét vô đó trước khi con đi ngủ đó. Ok. Rồi, cái này trong nước tương ăn ngon lắm vậy. Trong phim luôn hả? Ủa quá. Wow, ngon quá. Okay. Chúc lên ngồi đâu? Chúc ngồi ở đây. Ừ, không có phá cái đó nóng lắm đó nha. Em ngồi đây. Con ngồi đó con múc cơm cho ba má ha. Nấu. Ừ. Mẹ múc cơm được. Mẹ múc cơm được, con múc được mà. Con lớn rồi. Con nóng đầu con hấp. Nóng đầu con hấp hả? Yeah. Dạ, với con ngồi đó chị. Ngồi chỗ khác đi. Con kiếm chỗ khác ngồi đi. Chú ngồi đó hả? Ừ, chú ngồi đó chú. Phải ngồi đây. Cô phải ngồi đây thế. Okay. Cô phải ngồi đây. Ok. Hả? Ừ, ngồi đi. Mẹ ngồi đây bên kia. Ừ. Ok. Ok. Không đủ mẹ cái. Ok. Nắng. Ừ. Cũng phải ngồi. À, thế này được. Con bỏ trên rồi, trên này đi. Rồi, xin chào tất cả các bạn trở lại với bầu trời Boston and Family. Hôm nay thì gia đình mình ăn sáng xong rồi vợ đi làm. À. Bữa nay bà mắc cỡ, bà nói thôi bà mắc cỡ nên bà không có chào. Đang nhõng nhẽo. Đang nhõng nhẽo nữa. Yes. Bây giờ cả nhà mình đi làm hết rồi các bạn. Bữa nay mình đang ăn trưa. Mẹ với Thanh đi làm rồi. Chưa tới trưa mà giờ. Rồi 11 giờ rồi. Ăn trưa đúng rồi. Vẫn còn là, vẫn còn là buổi sáng. Thank you. Okay. Thank you. Rồi. Thì Tiết có quay cái phần bữa nay Tiết làm cá kho, làm thịt kho. Thì cũng có nhiều người hỏi Tiết là cái cách kho cá này coi như thế nào mà không có tanh này kia nọ. Thì bữa nay Tiết đã chỉ bí quyết. Tiết đã quay rất là tận tình. Nhưng mà trong lúc quay chứ không có nói chuyện được tại vì vòng vòng mẹ với bé Thanh cũng đang lúc đó buổi tối á, làm công chuyện ồn lắm nên Tiết chỉ phụ đề ở dưới thôi. Mà mình kho cá này là từ hồi tối ngày hôm qua, tại mình đi làm về trễ lắm, mình kho cá và mình kho thịt luôn, xong rồi sáng ra mình mới kho lại tiếp lần nữa. Rồi. Nên bây giờ mình mới chính thức là mình ăn. Ừ. Yeah, giỏi quá. Rồi ba thương mẹ thương nha. Ngắn cắn. Mời cả nhà. Dưa leo nhìn ngon nhưng mà dưa leo thì anh ăn với nước tương anh biết ngon rồi. Nhưng mà giờ ngày sau ăn nó. Ngon. Ngon. Ăn nhà biểu sao không mập. Cắn. Và tôi mình giỏi quá. Thịt kho. Ngon lắm. Cái các bạn biết sao không? Cái cá nục này nè. Nếu mà mình có cá tươi luôn á, giống như cá mà còn sống luôn á, thì các bạn kho cái
cái phần tanh nó rất là ít, tại nó là cá tươi. Nhưng mà các bạn cũng nhớ là khi mà mình rửa, cái quan trọng nhất là cái khâu rửa nha. Rửa mình phải rửa ngay cái chính giữa con cá, mình phải lấy ra hết những cái máu tanh. Và đồng thời mình phải rửa chung với lại giấm, giấm như rượu, cái rửa hai thứ lần. Đó. Tại vì nếu mà mình còn để ngay cái xương sống lưng nó mà còn máu tanh á, là các bạn kho cỡ nào nó vẫn bị tanh. Còn cái cá nục này là hình bữa nay tiết kho á, là tiết kho cá đông đá. Tại mình ở đây mình đâu có cá tươi đâu, đông đá mà tiết kho vẫn không bị tanh, là tại vì mình phải xả đông hết luôn. Con cá này bắt buộc các bạn phải xả đông, coi như là toàn bộ con cá nó phải mềm xèo luôn. Rồi bắt đầu mình mới rửa và mình chiên nó, thì cái độ tanh nó sẽ giảm, không hề tanh luôn. Anh ăn thử coi có mùi tanh không. Tại cá nục này á là nó rất là tanh, nếu mà không biết kho tanh lắm anh không ăn. Túc Linh giỏi quá, yeah, quả trứng. Nhưng mà em với mẹ kho cá thì lúc nào anh ăn cũng ngon lành, không có bị tanh. Bộ có ai kho ăn anh đang bị tanh không? Dạ. Vậy cũ hả? Không. Không, trước khi anh ăn vợ. Vậy cũ chứ gì nữa? Ngủ. Nịnh tu. Đúng rồi, em cứ vợ cũ không? Ai biết làm nhiều vậy? Làm như có nhiều lắm vậy. Nó ngon. Con cá nó cứng ngắt luôn. Từ trước tới giờ đâu có ai hoài lên da. Lắm nghe em ơi. Cứng thiệt không ạ? Thiệt không đó. Cái nồi cá thì tiết bảo đảm các bạn là một hồi mình đi làm đến chiều về là sẽ sạch sẽ. Mèo khen mèo già đuôi nữa. Cái hồi buổi tối gì? Cái chiên, kho. Xong rồi hả? Đi ngủ. Tại vì lúc đó là 11 giờ đêm rồi. Mình phải cho Túc Linh đi ngủ nữa. Xong rồi sáng dậy 7 giờ 8 giờ sáng dậy là Mr. Đạt mở cái lò lửa lên riu riu tiếp tục. Cho tới bây giờ mình mới ăn luôn. Bún cũng nhẹ. Ồ, còn một món nữa. Còn một món nữa mà quên. Món gì? Đây là món cua đồng xay. Tiết nấu với lại cà chua với lại đậu hũ. Ổng thấy canh cái lòng dơ này. Ăn đuôi với ba đi. Nói ba coi chú Linh giỏi nè. Cô chú coi cho con giỏi nè. Cái đó cua đồng hả? Cua biển. Cua biển mà. Chú ăn nhiều nhiều đi, chú ăn nhiều nhiều nè, chú biểu diễn nè. Wow, giỏi quá. Bỏ cơm vô cho con á hả? Bỏ, con có bún rồi. Chứ con muốn bỏ gì vô cho con? Hai cái hả? Rồi xong, con cái con bưởi rồi. Rồi, coi dùng sạch màu xuống ớt cay. Cay hấm. Cay. Mẹ uống nước vào. Đúng rồi, trời quá. Wow, mẹ cay quá. Mẹ uống nước cay. Mẹ đút con ăn trước. Con giận quá. Mẹ uống nước mẹ ra. Nó mẹ có rồi. Té rồi giờ. Mẹ có đâu. Có nước đâu? Đó, nước cà phê của mẹ đó. Và cái con cá này công nhận ngon thì các bạn. Chút lấy cho. Mình tự kho cho mình tự khen. Thôi con té, con yêu bây giờ. Mau. Cái khen mẹ nó hơi xa. Các bạn nào mà muốn ăn cá nục kho nên làm theo cái cách của Tí thử nha. Đặc biệt là mình phải kho bằng nước dừa soda nha. Đừng kho nước lạnh, tại vì nước lạnh sẽ bị tanh. Đổ của mẹ. Đổ của mẹ. Rồi, ok. Rồi, con qua bên kia con ngồi đi. Con lộn xộn quá, trời quá đất luôn. Hết cả. Giỏi quá. Mà các bạn biết sao không? Là tiết kho cá nục này nè. Tiết không có bỏ nước màu. Tại vì tiết không có thích nước màu trong cái con cá, nó sẽ bị hôi, không có nước màu. Mà cái thịt kho là tiết có thắng nước màu, mà tiết thắng bằng đường á, thắng sơ sơ, nó hơi vàng thôi, cũng không có thắng nhiều luôn. Tại tiết sợ cái mùi hôi của nước màu lắm. Nên tại sao mà thịt với cá mình kho nó lại thơm là tại vì tiết không có bỏ nước màu nhiều, nhưng mà nó vẫn ra cái màu rất là đậm đà. Là do mình chiên cá với lại mình bỏ mà ớt bột rồi này kia. Hồi trước khi mình có hai con cuốn á, mình trồng đồ, mình sợ con sóc với con thỏ nó vô nó ăn đồ của mình.
thì con thỏ nó cũng nhát lắm, nó không có ra vô trong cái đồ đó, nó ăn đồ của mình cũng rất là happy. Nhưng mà con sóc thì có mấy cái trái này kia nọ là con sóc nó ăn hết, như trái dâu nè, trái cà, trái đại khái trái trong đó có mà nó thể nó ăn được là nó ăn hết. Cũng may là trái dưa leo nó không ăn. Bây giờ mình gặp hai nhân vật còn lợi hại hơn con thỏ với con sóc nữa. Cuộc sống của Đạt nó có cái phần ở khác cái điểm này, tức là khi mà vợ Đạt đi làm hoặc là Đạt đi làm, Đạt ít có thích cầm cái điện thoại mà tối ngày cứ gọi vợ mình hoài, hay là vợ mình gọi mình hoài lắm, ít lắm. Tại sao? Ở cái lý do gì? Hai vợ chồng cứ tối ngày cứ cầm cái điện thoại gọi với nhau hoài, trong lúc làm việc, người thì làm việc chụp cái điện thoại để làm việc mà cứ gọi nói chuyện với vợ chồng với nhau hoài, phải không? Thì cái việc làm mình làm cũng không xong luôn. Xong rồi á, nói chuyện với nhau cho đã, về nhà mạnh ai nói làm chuyện của họ, mạnh ai nói đi, nói hết rồi. Mình đã nói hết những gì mình cần nói chỗ mình làm rồi, trong khi mình không tập trung vô chuyện làm, đúng không? Thà là mình để dành cái chuyện lặt vặt đó đi, về nhà ngồi chung nói chuyện chơi cho nó vui, đúng không? Còn cái nào cần thiết bóc cái điện thoại lên gọi. Cho nên khi mà mình thấy điện thoại của người nhà gọi là mình biết cần, cho nên người đó mới gọi đó. Chứ còn không có nói nhảm, nói tùm xàm tùm lum tùm la hết trơn. Chở chỗ làm, tập trung vào cái việc làm đi đó. Cái đó là đúng. Đó là cái cách của Đạt khi mà Đạt sống ở đây, không Đạt không có bo cái điện thoại trong mình hoài. Các bạn biết sao ông nói đúng? Tại vì lúc tiếng mới qua Mỹ á, mình á ngày mình muốn ổng phải gọi hỏi thăm mình coi như thế nào. Nguyên một ngày các bạn không hề một cuộc gọi luôn. Mà trong tiệm mấy chị cứ chồng hỏi gọi liên tục hỏi, ồ em ăn cơm chưa, em đang làm gì này kia, phải không? Còn mình á, mình đợi ông gọi không bao giờ thấy ông gọi, cái mình quạo luôn á nha. Xong cái mình mới hỏi ổng á, tại sao em đi làm mà không bao giờ thấy anh gọi cho em hỏi thăm em coi như em như thế nào vậy. Ổng mới nói hả, giờ đi làm giờ có khách này kia anh gọi làm phiền. Cái tiếng mới bực, tiếng nói có gì đâu phiền, thì gọi hỏi thăm người ta chứ. Nhưng mà khi mình sau này khi mà Tiết ở đây lâu rồi đó, Tiết mới thấy là cảm ơn là đã không gọi phiền tôi. Chứ mà phiền kiểu đó là bị chửi thiệt. Tại rất là phiền các bạn. Mình đang làm cái gì mà cứ gọi hoài bực bội lắm. Với lại nói trên phone miết rồi về nhà nói gì. Đúng rồi, vậy nha. Còn bây giờ hai chồng Tiết hầu như trong tiệm là không hề gọi nhau luôn á. Hiếm lắm luôn, chỉ có khi nào có công chuyện mới gọi. Nên cái cuộc gọi điện thoại trong tiệm rất là quan trọng. Khi mà mình thấy người ta gọi mình có thể mình biết người ta có công chuyện, chứ không có cái vụ mà gọi mà hỏi thăm em ăn cơm chưa hay là em đang làm gì. Mình là không bao giờ có cái vụ đó mình nha. Mình kỹ cái đó. Tiết là giờ Tiết được ổng huấn luyện là Tiết y như ổng luôn. Tiết không thích ổng gọi thì Tiết luôn. Cô bị sao con? Gãy cái cổ mày. Oh my god, cô bị hư vậy? Cô bị làm gì? Cô bị gãy mày. Ô vậy á, ok. Không cần, chút nữa ba lên. Chút nữa đây với mẹ. Okay. Ok, chút mẹ xuống mẹ la cô bị. Thì đó, bữa nay tâm sự với các bạn chút xíu về vấn đề là hai vợ chồng Tiết không bao giờ có cái vụ gọi điện thoại từ xưa giờ mà hỏi thăm này kia. Lúc đầu mình giận ổng lắm các bạn, nhưng mà mình ở đây lâu rồi mình cảm thấy cái đó là một cái điều rất là cảm ơn là đã không gọi làm phiền tôi. Trời ơi, nhiều khi mình đang làm mà có nhiều người đó, người ta gọi hoài, gọi nhất là vậy nè, có những người gọi không bắt phone, gọi hoài luôn, gọi tới khi nào người đó bắt phone thôi. Tiết thấy rồi, trời ơi, ông này là không hề nha, gọi không bắt phone, để lại voicemail là xong rồi. Đúng vậy, gọi, nếu mà mình cần người ta, mình gọi người ta, thì mình nhất định phải để lại cái voicemail nếu mà người ta không bắt được điện thoại. Còn nếu mà mình không để lại voicemail, tức là mình đâu cần. Đó, nên cái cách của ông làm, lúc đầu thì không có hiểu. Bye bye cà chú. Nè, Trúc Linh nãy nói chưa nói chuyện, xin chào cô chú hôm nay đi. Một. Xin chào cà chú hôm nay. Giỏi quá, rồi bye bye cô chú đi. Bye bye cà chú. Lớn lên. Bye bye cà chú. I love you cô chú. I love you cà chú. Cho chơi của con không? Cô chú cho đồ chơi của con không? Vậy á. Cô chú thương con lắm, cho đồ chơi con hoài luôn mà. Con phải cảm ơn cô chú nha không? Con nói đi. Cảm ơn con chú. Ok, chú Linh giỏi lắm. Rồi, chú Linh mời. Bye bye cà chú. Rồi, sao nữa? Con sao nữa, con nói sao nữa? Bye bye cà chú. Rồi, sao nữa? Rồi, sao nữa? Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hai vợ chồng Đạt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Yeah, bye bye. Rồi, không quên chúc các bạn một mùa thu sắp tới ha, rất là vui vẻ. Mong tất cả những người đang cần phải trở lại việc làm, công việc làm,
thì sẽ trở lại việc làm, nhưng mà cũng rất là chú ý cái vụ mà ba cái bệnh cúm của Mỹ này trong cái mùa thu là cái vấn đề rất là quan trọng, ai cũng cần phải chích ngừa này kia nọ thì nên đi chích ngừa ha. Thì mong tất cả các bạn đều vui vẻ, khỏe mạnh. Rồi. Xin chào. Chúc các bạn nào mà có làm thử món cá kho với thịt kho theo cách của Tiết thành công thì nhắn cho Tiết biết nha. Giờ đi xuống mẹ lấy nước cho em với mẹ làm cơm cho khô bì nữa. Yay! Yay, rồi đi dọn cơm đi.